thở đi, hít thở đi, hít thở đi. Ráng lên, ráng chút nữa, ráng chút nữa. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Hít sâu vô, hít sâu vô, ráng lên, ráng lên. Sắp xong rồi, ráng lên, ráng lên. Lại trời lại Phật, vợ chồng con cũng lớn tuổi, đi không biết bao nhiêu cảnh chùa mới sinh được mụn con này. Xin trời Phật thương cho trót, giúp cho mẹ tròn con vuông. Con xin mở kho phát chẩn, cứu giúp người cơ nhở. Ráng lên, ráng lên đi bà ơi, ráng lên đi bà ơi, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Ráng mạnh lên, ráng lên, ráng lên. Ra rồi, ra rồi, ơi ra rồi. Ông Tạ ơi, ông Tạ ơi, ông Tạ, ông Tạ ơi. Ủa, sanh sanh rồi hả? Con tôi đâu? Cha hay gái vậy? Đây nè. Hả? Cái gì đây? Tại sao lại có chuyện này? Nhà tôi có tội tình gì chứ? Mau đem ra ngoài, đem đi, nhanh lên. Dạ, cha đừng có ném con. Con là con của cha mẹ mà. Dạ. Dạ ơi. Không lẽ đây là ý trời sao? Hỡi chàng đi học trên đàn, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Hỡi chàng đi học trên đàn, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Tiếng của ai nói vậy ta? Tiếng của ai vậy ta? Xung quanh này có ai đâu ta? Rõ ràng tiếng nói phát ra từ hướng này mà. Lạ thiệt. Xung quanh đây chỉ có mỗi con cóc này. Vừa rồi có phải cóc nói không? Dạ, là em đó. Đám ruộng này của nhà em chín sớm, lại ở sát ven đường nên em ra đây canh lúa. Cóc biết nói hả? Cóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 17 tuổi. 17 tuổi? Mà chàng đừng gọi em là cô Cóc, em tên là Ngọc Thiềm Thừ, con gái của ông bà Phú Hộ Nghĩa. Con gái của ông Phú Hộ? Tao có nghe qua. Được rồi, từ nay ta sẽ không ngắt lúa của Cóc nữa. Nhưng mà mỗi ngày Cóc đều ngồi đây phải không? Dạ, mà sao chàng lại hỏi vậy? Thì thoảng tôi ghé ngang đây nói chuyện với Cóc được không? Dạ, canh ruộng buồn lắm, có người trò chuyện thì còn gì bằng. Ừ, vậy được rồi. Giọng nói của Cóc, không, Cóc Thiềm Thừ hay lắm. Thôi, ta đi học nha. Dạ, chàng đi học vui vẻ. Giọng mình hay thiệt sao? Chàng ơi, dậy đi, ráng chút nữa đi. Buồn ngủ thì chàng rửa mặt, mai thầy khảo bài này mà thuộc, chẳng phải chiếc nhiên mới thầy thưởng là của chàng sao? Thiềm Thư, nàng tới rồi sao?
Mà nàng còn biết cả chuyện thầy Thượng Nghiên mới nữa. Chàng thấy không, làm thân cốc cũng có điểm hay đó chứ. Đến được mọi nơi mà không ai biết mình đang ở đó. Ừ. Vậy là nàng theo ta tới lớp hả? Thiếp còn biết các bạn đố chàng làm quen với nàng Hồng, con gái triều quyền mới bổ về nữa. Ta không thèm. Các nàng con quen, không đổng đảnh thì làm cao. Bên ngoài thì hồng hồng tía tía, loè loẹt, còn bên trong thì rỗng tuếch. Lũ bạn học cũng vậy nữa, lúc nào cũng chăm chăm khích người. Ta thích nói chuyện với Thiềm Thự, vui hơn. Thiệt sao? Thiệt mà. Nàng có muốn cùng ta vào lớp không? Ta có bạn để trò chuyện, khỏi bị ai quấy rầy. Ta sẽ bỏ nàng vào tay nãy, không ai biết được đâu. Nếu đem tiếp theo thì chàng phải thuộc bài, lỡ thầy khảo mà chàng không thuộc thiếp cười cho đó. Được rồi, thì học còn biết dọa cả người ta nữa. Thiếp còn biết mét thầy nữa đó, chàng sợ chưa? Ta sợ rồi. Thì học nè, ta học đây. Mà nàng về ngủ đi, khuya lắm rồi đó. Thiếp không phải lên giường đúng giờ giống như người, chàng đừng lo. Nếu khát nước thì cứ nói, thiếp sẽ đem tới cho chàng. Nàng nhỏ bé như vậy, ly nước cũng lớn hơn nàng, làm sao mà nàng khiến nổi. Phải chi nàng có phép thuật biến thành người thì hay ha. Thiếp không có phép thuật gì, nhưng lấy nước cho chàng á thì thiếp lấy được. Chàng học đi, nước có liền đây. Được rồi. Làm sao mà cái chén này còn lớn hơn cả nàng? Làm sao mà nàng có thể bưng lên đây được? Có việc đem nước cho chàng mà làm không xong thì thiếp vô dụng mất rồi. Nói chàng hay, tuy là phận cốc nhưng việc nhà thiếp đỡ đần cho cha mẹ hết đó. Thí dụ nàng có thể làm được những gì? Thiếp có thể quét nhà, đuổi gà, xây lúa nữa. Nhất định nàng phải có phép thuật mới làm được những việc đó. Nếu mà có phép thuật á thì thiếp đâu có phải ngồi trong bụi mà xin chàng đừng ngắt lúa. Những việc người làm nhanh thì thiếp làm chậm, tích tiểu thành đại, từ từ cũng xong. Thôi chàng uống nước đi, rồi còn học bài nữa. Được rồi. Nàng á càng lúc lại càng làm ta tò mò. Lạ thiệt đó. Nhưng nàng phải làm thử, ta thấy ta mới tin. Nàng bé xíu như vậy làm sao mà xây lúa? Bạn bè gì lại thách nhau như vậy chứ? Không phải đêm qua chính mắt chàng thấy em đem nước cho chàng sao? Thực ra lúc đó ta sơ hở nên không thấy được nàng làm. Để coi, có phải nàng làm ta mê đi rồi kêu các bạn cóc của nàng lại để giúp chứ gì? Xấu chưa? Không lẽ chàng nghĩ thiếp là phù thủy gây mê thiệt sao? Tại ta vẫn cứ thấy lạ. Được rồi, bữa nay vô lớp nàng thử lấy đề bài của thầy cho ta coi trước. Mà thầy không thấy thì ta mới tin là chuyện gì nàng cũng có thể làm được. Nè nè, ai lại chơi ăn gian như vậy chứ? Lỡ mà thầy bắt được, phạt thiếp được thì rồi, sao? Thôi, đề nào thầy ra mà ta làm không được. Nhờ nàng đi qua ép ta học bài mà bây giờ thuộc cho cháu hết. Không lẽ thằng này nó học quá riết rồi nó khùng luôn mày? Sao tự nhiên cười cười nói một mình, thấy ghê quá vậy? Tao biết ha, thằng đó trước sau gì cũng bị điên hà. Học gì mà học hoài, lúc nào cũng học. Mà nó học á, nhiều lúc tao thấy tao ngại luôn á. Sao? Mà ba má tao cũng kỳ dễ sợ, tự nhiên đem tao ra so sánh với nó. Mà bực bội gì đâu, nó là nó, tao là tao, sao mà đem ra so sánh được, đúng không? Ê, cái đó á, người ta kêu là mắt thằng bố đó mày. Không đâu,
tao thấy nó tỉnh lắm. Nó cười rồi đối đáp như đang nói chuyện với ai. Thì đó, nếu mà nó không biết nó nói chuyện với ai thì nó mới bị khùng. Biết đâu nó đang nói chuyện với người cõi âm. Gì? Mấy người đó lộ đề cho nó biết. Hả? Cái này hay rồi nha. Nếu đúng vậy mình phải ép nó nói cho mình biết cái đề bị lộ chứ. Yes. Cái gì vậy? Đúng, đúng rồi đó. Ép nó cho mình biết đề chứ học nhiều mệt lắm á. Đúng không? Vậy thì mình đi. Giờ đi. Đi. Hai bạn đi đâu vậy? Tìm nó chứ đâu. Tao phải đi trước chứ. Cái thằng này. Nè, đợi tao với. Tao chỉ coi. Cho nên mới nói chính nhân quân tử phải là người hành đạo, chứ không thể ngồi đó bưng tay bịt mắt mà nói suông. Giỏi. Giỏi lắm. Hay quá ha. Giọng văn rất khí phách, lại uyển chuyển mượt mà. Cái này là của con. Trời ơi, cũng tại lộ đề cho nên nó mới hay vậy đó chứ. Dạ anh Tàu giỏi quá. Con đội ơn thầy ạ. Tôi phải phấn đấu học giỏi mới được đó. Trò đổ. Dạ. Con đọc bài của con cho thầy nghe. Dạ. Thưa thầy, con xin luận về hai chữ nhân tâm. Thưa lần thầy, nào cũng là nó. Nhân chi sơ tính. Vậy thôi có nhiêu quà, chúng ta đưa luôn lần đi. Khẩu thi thố làm chi cho nó mệt. Khi còn thơ, cha mẹ là gì người đung đúc cho ta để hình đúng thành là thầy thiên vị mà. Khi trưởng thành, bước ra ngoài thì xã hội. Quà của nàng đó. Sao là của thiếp được của? Công chẳng thức đêm qua. Vì mà vậy, nếu hai công chữ nhân tâm luôn hiện công ta chấm chỉ con người, thì hai ta mà liên thủ hơn, mọi thứ đều thành công. Chữ tâm trong nhân tâm là tính thiện. Phải nói chàng là một người học rất hay, sẽ sống hiền hòa, thức một đêm mà học nguyên một cuốn kinh luôn. Từ đó giờ ta chưa từng thấy ai học giỏi như chàng. Chắc chắn sau này chàng sẽ thành danh. Thôi, nếu mọi người trong xã hội đều là những nhân tố tốt như vậy, há chẳng phải xã hội sẽ thanh bình lắm sao? Thưa thầy, con xin hết. Hay lắm. Ê, chúng tao mày. Ê, kệ mày chứ. Rồi đi chứ coi. Làm gì đi lẹ. Mày cứ. Rồi, mệt quá. Gió mát quá. Học suốt đêm qua mà bây giờ vẫn cảm thấy sảng khoái. Nhờ nàng đó. Từ ngày có nàng bầu bạn, ta cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Cảm ơn nàng nha. Nhưng cũng phải tới lúc chàng lấy vợ. Tới chừng đó thiếp đâu thể bầu bạn với chàng mãi được. Ta không lấy vợ. Cứ như bây giờ đi, ta cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Không ai hiểu ta bằng nàng, chăm sóc ta chu đáo bằng nàng. Nhưng ta vẫn không hiểu nàng nấu nướng bằng cách nào mà tươm tất, cơm lành, canh ngọt, nhà cửa tinh tươm. Còn quần áo của ta nè, lúc nào cũng thơm phức, gọn gàng và sạch sẽ. Nàng còn gì giấu ta chăng? Thôi, mình nói chuyện chàng lấy vợ đi. Không, ta đã nói là không nói chuyện đó mà. Đó, thấy chưa? Vậy mà đứa nào hô tao là mắt quán gà. Quán gà. Ai ngờ nó học giỏi mà nó khùng dễ sợ. Sao vậy? Thì ta hỏi mày nè, người nó không chịu chơi mà nó chơi với con cóc. Đúng rồi. Còn mà nó nghe nè, ba đứa mình là người mà nó không chơi, nó chơi với con cóc. Không lẽ nó nói ba đứa mình không bạn con cóc luôn? Đúng rồi. Thằng láo, tức. Sao tức vậy? Thôi, đừng có tức. Ê, hình như tao biết con cóc đó mày ơi. Gì? Mày biết hả? Nó là con gái của vợ chồng ông Bá Hộ Nghĩa. Mà nó biết nói tiếng người đó mày. Ha. Hình như nó là con thừ đó mày ơi. Đó, nó đó. Ủa, mà sao nhìn thấy ghê quá vậy mày? Dù sao á, nhìn con cóc cũng thấy gớm phải không? Mà bây giờ nó để trên tay vậy á, không lẽ cái thằng này nó nghèo quá, không có cô gái nào theo, rồi nó đi yêu con cóc. Mày muốn biết không? Muốn. Muốn không? Muốn. Muốn thì mình đi. 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 Đi mày. Đi. Tới cây đa chàng cho em xuống nha, chứ để bạn bè nhìn thấy cười chàng chết đó. Có gì đâu mà cười, ta chẳng sợ gì hết á. Ê. Có anh làm gì ở đây vậy? Ê Tâm, mẹ tao ở nhà đang tìm con cóc nhồi thuốc để cho thằng cháu tao uống trị bệnh đã dầm đó mày. Mày cho tao con cóc đó đi. Không được. Sao không được mày?
Mày á mà chơi với con cóc á, nó xịt mũ ra là bị cùi tai luôn á. Cùi đâu mày? Đó là chuyện của tôi. Đây không phải là cóc, đây là thiềm thừa bạn của tôi đó. Hả? Bạn mày? Ê, đây rõ ràng là con cóc mà. Mày đừng có nói với tụi tao là mày thương con cóc nha. Mấy anh làm ơn tha cho hai đứa tôi đi. Tụi tôi có làm gì mấy anh đâu chứ. Thiềm thừa kệ tôi nói đi. Ê, gì vậy? Mày nghe nó nói gì chưa? Nghe. À, mày đang nói tụi tao đó hả? Mày muốn tụi tao tha cho mày và chàng Tâm của mày đó hả? Vậy thì con cóc này và mày, nói đi, hai đứa bay đang quen nhau thì tao tha cho. Không phải mà, đừng có chọc ghẹo chàng nữa, tội chàng lắm. Hai đứa bay nghe gì không? Nói chuyện. Thôi mà, cái chọc chàng tội nghiệp chàng lắm. Nghe như là phu phụ bên nhau vậy không bạn? Mà mày á, mày đừng có nói là mày thương con cóc rồi nha, mày khùng quá à. Ừ đó, tôi phải lòng nàng đó. Rồi có sao không? Cái gì? Phải lòng hả? Trời, người mà thương cóc kìa. Nó bay con kìa. Mày khùng quá à. Trời, người mà thương cóc. Người mà thương cóc bay ơi. Mày khùng quá. Người mà thương cóc kìa. Khùng điên. Bỏ thiếp xuống đi mà chàng không chịu nghe. Chàng nói vậy chi cho bị chọc thêm. Ta nói vậy bởi vì ta tính nói với nàng từ lâu rồi mà không biết phải mở lại làm sao. Chàng chàng nói thiệt sao? Ta xin lỗi, ta không đủ can đảm để ngỏ lời với nàng. Nếu mà nàng không chê ta học trò mặt trắng thì xin được kết nghĩa trăm năm cùng nhau. Nàng đồng ý nha. Thiếp là phận cóc xù xì xấu xí, được chàng đoái thương, sao dám chối từ. Từ nay xin nâng khăn sửa túi, giúp chàng ăn học thành tài. Như vậy thì còn gì bằng. Con nói sao? Con bảo ta phải hỏi cho con một con cóc gì làm vợ hả? Dạ thưa thầy, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên xin thầy giúp con. Tuy là nàng đội lớp cóc, nhưng mà nàng dáng khéo, biết cảm thông hơn mọi người con gái mà con từng gặp. Đè nặng mày. Trời ơi, có đẻ gì vậy? Dạ thầy. Con nói thầy nghe nè, cái thằng này nó dám lừa gạt thầy á. Dạ đúng rồi. Thầy. Con cóc á là hơn tất cả những cô gái mà nó đã từng gặp. Như vậy là rõ ràng á hả? Nó trọng cóc hơn người đó thầy. Dạ đúng rồi thầy. Nàng là thiềm thừa chứ không phải là cóc. Các trò làm gì ở đây? Dạ tụi con chỉ muốn cho thầy biết là thầy đừng có bị gạt thôi. Không lẽ thầy tính giúp nó sao thầy? Đã là duyên trời định thì làm sao mà ta cản nổi. Đã là huynh đệ đồng môn, các con cũng về để lo cho bạn mình một cái đám cưới đàng hoàng tử tế. Hả? Ta uống không quen nên hơi mệt. Còn tân nương của ta thế nào? Có mệt lắm không? Thiếp chỉ ngồi trên vai chàng thôi, có gì mà mệt chứ. Chàng thay áo ngủ đi. Đêm nay là đêm đầu tiên của hai ta, làm sao mà ta ngủ được. Hay là mình cứ ngồi như vậy trò chuyện tới sáng, nàng thấy sao? Thiếp là phận cốc, không thể cùng chàng hưởng lạc thú trần gian. Chàng có giận thiếp không? Lạc thú nào bằng có người tri âm ở bên cạnh. Nàng đừng bao giờ băn khoăn về chuyện đó, ta hạnh phúc vô cùng. Thôi chàng ngủ sớm đi, để ngày mai còn đi học nữa chứ.
kiếp này thiết thật là may mắn vì gặp được một người trọng tình trọng nghĩa như chàng. Chàng không ham những thú vui tầm thường, thiếp hứa sau này sẽ đền đáp chàng xứng đáng. Chào bốn đệ. Chào Tam. Chào các huynh. Chào Tam. Sao lạ vậy? Nói nghe, chuyện lạ lắm. Trời ơi, lẹ lên. Thấy nó sao sao á mày. Sao là sao? Nó cười hoài à. Tao thấy cái mặt nó kỳ kỳ á. Cái mặt nó quay lại mãn nguyện lắm, đúng không? Ủa có chuyện gì vậy? Không lẽ đêm tân hôn nó mãn nguyện vậy sao ta? Thấy nó vui lắm á. Hồi nãy nó vui lắm, mày thấy cái mặt nó không? Nó lấy con cóc làm vợ mà nó làm như ngon lắm vậy. Mặt nó cứ căng ra, nói mới nhớ, tức thầy ghê. Tự nhiên bắt mình đi bưng quả. Ê tụi bay, nghĩ coi có cách nào làm cho nó một vố, cho bỏ ghét không? Thấy mắt tao chưa? Ghê chưa? Đang suy nghĩ đó. Thấy. Suy nghĩ ra chưa? Ghê chưa? Ghê. Sao? Tao đang suy nghĩ kỹ hơn. Lâu vậy. Ra rồi. Sao? Hình như là sắp tới á, là đám giỗ ở nhà thầy. Đúng rồi. Sao? Tổ chức cuộc thi nấu ăn. Hay quá. Mà chỉ dâu lớp mình thi thôi. Mỗi bà vợ của tụi mình nấu một món ăn độc lạ dâng cho thầy. Nhớ nghe. Không cho người nào á thay thế vô nó ăn giùm luôn nha. Đúng rồi. Ngon nhất á thì thưởng, mà dở nhất hoặc không làm thì sẽ bị phạt. Hình phạt là gì? Đó chính là chẻ củi gánh nước cho nhà thầy nguyên một tháng luôn. Cao kiến. Thì sao mấy huynh thấy sao? Hay. Để coi con cóc nó sẽ làm sao. Sao thì sao? Thì lúc đó hả, nó cắm đầu nó chui xuống đất chứ sao. Ủa vậy con cóc ăn cái gì ta? Nghĩ thử coi. Ăn rồi ăn mũi chứ ăn gì. Ăn rồi ăn mũi. Nó sẽ dọn ruồi dọn mũi trong nhà thầy. Thì nó ăn. Trời. Hay quá. Có chuyện gì mà thấy chàng có vẻ lo buồn vậy? Ngày mai nhà thầy có dỗ, mọi người tổ chức nấu ăn, ai cũng đưa vợ tới. Tưởng gì chứ nấu ăn thì thiếp cũng không đến nỗi vụng về lắm đâu. Chàng đừng lo, sáng mai chàng cứ đi học đi, trưa về đây là có thức ăn cho chàng mang đi thi. Trưa mai về là có. Chàng cứ yên tâm đi, thiếp làm được mà. Các chị nhà bên các huynh nấu gì vậy? Còn á, bà nhà của đệ á đang nấu các món ngon vật lạ. Ta nói cái mùi thơm của nó thì bay tới cuối sớm luôn á. Vợ của huynh á vốn là thợ nấu ăn, cho nên đã lo củi lửa bếp nút từ tối hôm qua rồi. Cũng chả biết nem công chả phụng gì mà công phu như vậy. Còn vợ của huynh sao rồi hả? Vợ huynh sao? Nói cho mấy huynh biết á, bà xã của tôi á là bà con với dì hai, con của ông cả đội, em của ông cố ngoại vợ của tôi. Là ai? Là bà con xa của tôi.
Trời ơi, biết làm gì không? Người ta là đầu bếp chuyên nghiệp, chuyên nấu ngự thiện cho nhà vua. Nè, nội cái chuyện á mà đi học về nấu ăn thôi là đã là một cái kỳ nhông rồi, chứ đừng nói chi tới việc trang trí cầu kỳ. Ủa, kỳ nhông là cái gì vậy? Nội cái chuyện nấu ăn thôi đã là một kỳ công rồi, chưa nói tới cái chuyện bày trí đẹp đẽ. Nhiều khi tôi nhìn á muốn hoa mắt luôn cơ. Chào các huynh, sao chưa vào lớp? Lại đây, từ từ. Tâm. Huynh sao rồi? Bà xã không phải người chắc dâng cho thầy món độc lạ lắm ha. Dạ cũng bình thường thôi huynh ạ. Bình thường. Ủa, vậy không lẽ để không biết bà xã để nấu món gì sao? Đúng, bà xã để nói bếp nút là chuyện của đàn bà, đàn ông mình không cần quan tâm. Rồi bảo để cứ đi học đi, mọi chuyện cứ để cho nàng lo, cho nên để cũng chẳng biết nấu món gì hết. Để nói chuyện mà để không chịu nhìn thẳng vào mặt ta, vậy ý để nói là hả, bọn ta là đàn bà vì đang lo chuyện nấu ăn phải không? Đúng không? Không, thực sự là để không có ý đó. Không có ý đó chứ sao? Ê khoan, mày nè, mày ăn đi. Kệ nó đi, sắp tiêu rồi. Mà thôi, kệ nó đi mới quên ơi. Bây giờ á, quên để mình sắp được có chuyện lạ rồi. Cốc nấu ăn. Chuyện hay quá phải không? Cốc nấu ăn. Đi vô. Sao đi vậy? Tao ngại bài cũ không? Trời ơi. Sẽ không làm chàng thất vọng. Kính thưa thầy cô, mọi món ăn của tụi con á đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và bây giờ con xin phép mời thầy với cô đến nếm thử để cho tụi con kết quả. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các trò. Dạ. Mời thầy, mời cô. Mình thấy sao? Món này khéo nhất, vừa ngon, vị lại lạ. Mình nói đúng. Dạ. Ngon lắm. Con đợi ơn thầy cô ạ. Dạ. Vợ chồng ta xin cảm ơn vợ chồng các trò đã tâm huyết nấu lên những món ăn rất là ngon để đãi vợ chồng ta. Và ta tuyên bố món ăn ngon nhất ngày hôm nay là món ăn vợ chồng Tâm nấu. Đây là món ăn rất ngon, vừa ngon lại vừa lạ. Bây giờ xin mời các trò tới, mỗi người nếm một miếng, xem coi ta nói có đúng không.
Con tin đâu? Con đội ơn thầy cô à? Dạ thưa thầy, con cũng không tin đâu thầy. Mời Quỳnh. Sao Quỳnh? Nói thiệt mà. Thằng này nó ăn gian, nó nhờ ai nấu chắc luôn. Đúng rồi, ta phải tới nơi tới chỗ coi nó nướng ra làm sao. Chúng ta sợ hở quá, thiệt là tức không chịu nổi luôn mà. Ba bà vợ của tụi mình á toàn là thứ dữ không à, vậy mà đi thu một con cóc. Nhục, 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 quá nhục. Đứng lại. Sao vậy? Đi chóng mặt quá. Tôi cũng vậy. Thằng này, đi xuống. Hả? Tao nói chuyện với mẹ ở chỉnh, tao mỏi cổ lắm biết không? Bất ngờ quá. Bất ngờ cái gì? Nhìn đi, tao đẹp, tao có quyền. Thật ra không có gì là nhục hết. Thua keo này, tao bày keo khác. Làm sao mà con cóc nó hơn con người cho được? Vậy Quỳnh có cao kiến gì không? Không. Sao kỳ cục vậy? Hai Quỳnh thấy mặt tôi ghê không? Ghê. Ghê rồi hả? Đang suy nghĩ đó. Xong chưa? Suy nghĩ ra chưa? Sao? Sao? Ta đang suy nghĩ kỹ hơn. Ủa? Kỳ sống đâu vô đâu vậy? Sao hả? Nè, ta nói với các Quỳnh nha, bây giờ chúng ta chỉ còn một cách. Chuyện gì vậy con? Dạ con bẩm thầy. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình tới rằm tháng chạp rồi đó thầy. Đúng rồi. Dạ thưa thầy, đó cũng là ngày sinh của thầy. Đúng. Tụi con tính năm nay xin thầy cho tụi con thi dáng khéo. Mấy bà vợ của tụi con ai mà mai cho thầy một bộ đồ đẹp vừa dặn nhất thì sẽ được thưởng. Thầy, thầy đồng ý với tụi con nghe. Thầy rất muốn không đồng ý. Thầy ơi, sao vậy thầy? Ta biết ý định của tụi con, ta thấy vô ích lắm. Không, không, con đâu có ý định gì đâu. Thật ra con tổ chức ra cho vui thôi à, chứ thắng thua không có quan trọng thầy. Thầy, cho tụi con thi đi thầy. Vậy sao? Nếu thua thì chắc có lẽ sẽ không thi thố gì nữa phải không? Sao mà thua được thầy? Thật ra vợ con là một người mai giá, giỏi nhất cái vùng này luôn. Đã vậy mấy bà vợ của huynh đệ á, tài nghệ cũng không kém cạnh gì hết trơn á. Thầy, thầy cho tụi con thi đi, không có thua đâu. Được rồi, nếu các con đã muốn thì ta sẽ đồng ý. Dạ, nếu thầy đồng ý á thì sáng mai mấy bà vợ của tụi con tới, thầy nhớ cho mấy bà vợ của tụi con đôi đi cho thầy nhé. Thầy. Con cảm ơn thầy. Thưa thầy con về. Con về ha. Con về cả thầy. Trời ơi, Quỳnh nói cho hai đệ biết á, nhiều khi Quỳnh tự nhiên cảm thấy á, phải tự khâm phục cái tài năng của mình luôn. Chỉ có việc nghe qua những lời nói của Quỳnh thôi là thuyết phục được thầy cho mình tổ chức cuộc thi dáng khéo. Để tin không? Để tin không? Trời ơi, hay quá. Để tin không? Để tin không? Thì không quên. Thiệt. Trời ơi. Vậy là chuyện này thằng Tâm nó không thua cuộc thì để đi bằng cái đầu này mới quên. Cậu thì làm sao mai đồ được. Khuya rồi, đừng có cười lớn, thầy la đó. Bây giờ vậy nè, hai đệ đi qua báo tin cho thằng Tâm đi, để xem coi con cóc nó mai đồ bằng cái gì. Nhỏ nhỏ thôi, thầy la đó. Vậy thôi, Quỳnh về trước. Kính thưa thầy, trong cuộc thi này thì tất cả các bà vợ của tụi con sẽ mang cho thầy một bộ áo thật đẹp
Vì vậy con xin mời thầy ra đứng đúng vị trí để giờ con đo. Cảm ơn thầy. Rồi, đo trước đi. Dạ chào thầy. Chào con đo. Dạ 5 tấc. Vòng ngực 5 tấc. Vòng mông 5 tấc. Nói tóm lại, 3 vòng bằng nhau. Trời ơi. Bà giỏi quá bà. Bà, tới bà kìa. Em đo xong rồi, đã biết chiều dài và chiều ngang. Em đo xong rồi. Vợ. Hả? Vợ nói cho chồng biết đi. Sao? Vợ đo bằng cách nào vậy? Từ từ, để tôi trổ tài cho ông coi. Chồng tin vợ. Dạ, em xin được mạn phép với thầy. Thầy giang tay ra đi thầy. Kiểu mới nha. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5. Vòng ngực vòng mông dạ xong rồi thầy. Dạ cảm ơn thầy. Mình à, bây giờ phải đo làm sao bây giờ? Con vợ trò tắm, sao không đo đi? Dạ thưa thầy, vợ con đã đo xong rồi. Gì? Cái gì? Đo xong rồi. Dạ vợ con chỉ cần đo bằng mắt là xong rồi. Hả? Đo bằng mắt? Nó đo bằng mắt. Vậy nó bài bản gì ta? Đúng rồi đó. Bằng nước giải cốc. Quỳnh hả? Chuyến này là tiêu con cốc rồi. Đúng là mưu sâu kế độc. Quỳnh giỏi thiệt. Công phu. Quá khen quá khen. Làm sao mà nó có thể địch lại thợ may của hoàng cung, con cháu tổ tiên của bà tơ lụa. Đúng không nè? Chính xác. Đúng vậy. Nàng ơi, nàng đã may đồ xong chưa? Chiều nay là mừng tuổi thầy rồi đó. Đẹp quá. Không biết nữa. Thầy ra. Dạ thầy, vợ con may đồ có đẹp không thầy? Thấy sao thầy? Vợ con đã phải thức trắng mấy ngày mấy đêm để may đồ cho thầy đó thầy. Cái gì? Vậy mà đẹp hả? Coi kìa, cái tay áo che luôn cái tay của thầy. Vậy rồi sao thầy chấm điểm? Ừ, nhưng mà vẫn đẹp mà. Cái gì? Còn lâu mới đẹp. Còn cái áo này bề ngang kìa. Trời ơi, rộng quá trời rộng luôn đó thầy. Xấu quá à. Trời ơi. Trò Nghĩa. Dạ. Vợ của trò mai sao mà nó không nghi ngắn gì hết trơn. Không biết gài nút ở đâu luôn á. Dạ chắc tại bữa đó vợ con nó bị say nắng đó thầy. Trời ơi, miếu xẻo miếu sọ hết trơn à. Trời ơi, chẳng những không biết mai mà đã vậy còn không biết chọn màu nữa. Cái màu đen này nè thầy, nó không có hợp với phẩm chất thanh cao của thầy. Thầy, cái màu vàng này nè của vợ con chọn cho thầy á, là thể hiện cái sự quyền quý. Thầy mà mặc vô á, con nói thiệt mà thôi, con không nói nhiều gì vợ con nữa đâu. Thầy, thầy bận vô thử đi thầy. Thấy chưa? Trời ơi, sang trọng quá. Đẹp quá trời luôn á. Quá trời đẹp luôn á. Mà sao quần ống thấp ống cao vậy Quỳnh? Đúng rồi. Sao vậy? Sao vậy Quỳnh? Kỳ quá. À thì vợ của Quỳnh á là người học xa trong rộng. Thì mai đồ của kỳ này mà tính cho kỳ sau. Mùa lũ sắp tới rồi, cho nên ngắn như vậy, khỏi cái quần lên cái quần xuống. Ôi trời ơi, mai đồ mà tính luôn tới mùa lũ kìa. Trời ơi, sao cái trò mai sao mà áo tôi gài nút không nổi luôn á. Không biết đường đâu mà gài luôn á. Còn quần thì ống cao ống thấp.
áo thì ngắn ngủn à. Chắc tại thân hình của tôi nó không được đẹp, cho nên vợ các trò mai nó không được vừa dặn. Dạ, dạ không có đâu thầy. Tại vợ con nó mai không đẹp, chứ không phải là thầy xấu đâu thầy. Vợ của trò sáu là nổi tiếng mai khéo nhất vùng này. Dạ, á. Dạ. Vậy mà mai còn không được á. Để ta thử coi vợ của trò Tâm mai làm sao. Để coi cô thiền thự đo bằng mắt như thế nào ha. Dạ thưa thầy. Vợ huynh là giỏi nhất cái vùng này mà mai cho thầy còn không vừa ý nữa. Huống hồ gì đo bằng mắt. Rất là đẹp. Quỳnh đi Quỳnh, thiệp thự mai đó. Đây là bộ đồ vừa dặn nhất cho ta. Một lần nữa trò Tâm đã thắng cuộc. Thầy chúc mừng. Ta cũng xin cảm ơn các con. Dạ, con đội ơn thầy ạ. Thiệp thự mai đó. Sao, các con thấy sao? Dạ thì thấy vừa. Có đẹp không? Dạ đẹp. Chàng ơi. Ủa? Người ta đây chứ. Ta chỉ ra ngoài hóng gió một chút. Chàng đang có việc gì lo nghĩ lắm phải không? Có việc gì sao chàng lại giấu thiếp? Vợ chồng mà. Hay là thiếp có làm gì không phải với chàng? Không không, làm gì có chuyện đó. Chỉ có điều. Điều gì? Chàng nói đi. Tụi bạn anh nói chơi ác quá. Sao? Mấy bạn chàng lại bày ra chuyện gì nữa hả? Các huynh ấy diễn cớ là Tết đến rồi, rồi nhân cơ hội mùa xuân bày ra chuyện xin thầy cho thi vợ đẹp. Hẹn chiều mai mỗi người phải thân hành đưa vợ tới cho thầy chấm giải. Bắt nàng thi nhan sắc với họ, đúng là họ muốn hạ nhục ta mà. Chàng đừng lo, thiếp sẽ tới. Dù là xấu xí nhưng không đến nỗi không sánh được với người đâu. Đẹp kìa. Ừ. Ta nói cho các huynh đệ biết cái tình hình á. Cái gì? Đó là hai vợ chồng của chúng ta đã thua hai vợ chồng nó hai lần rồi. Đúng rồi đó. Mình là đàn ông là phải để thù nằm ở trong. Trời ơi. Ê, vợ chồng Tâm kìa. Đâu? Phải không? Đúng rồi. À, đâu? Vợ chồng nó hả? Mà nếu thù này không trả là mình không phải là đàn ông. Đúng. Trước khi rồi mình trả thù nó, mình phải chọc nó một trận cho nó quê chơi. Nó mất tinh thần khỏi phải thi đúng luôn. Đúng rồi. Đi. Một hai. Đi. Ê Tâm nè. Đi. Lẹ lẹ lùi về. Ê, con cóc mà cũng bày đặt đòi thi gia nhân hả? Đúng là chuyện lạ thiệt á. Đâu có sao. Đúng là không biết thân biết phận. Trời ơi, đổ móc mà trời mắm son. Bởi vì ta nói ta. Đâu có ai đuôi như là nó đâu. Đúng không? Còn còn gì nữa. Nè, bây giờ mày thấy là mày thua rồi. Chúng mày cơ hội làm sao. Chúng mày làm sao. Chúng mày làm sao. Lần này làm sao mà bá thắng được tụi mình. Bây quên quá đáng vừa phải thôi. Ê tụi bay ơi, con cóc kìa. Ừ thấy ghê quá à. Cóc mà cũng đi thi người đẹp kìa. Cóc mà đòi đi thi người đẹp là chuyện hiếm có nha. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Có chi đi. Nhanh lên đi. Đi. À, chào em với.
Thiêm Thư à, ta thật sự xin lỗi nàng nhé. Bắt nàng đi thi như vậy thì là thiệt thòi cho nàng quá. Chàng đừng lo, chàng đợi thiếp một chút. Chàng ơi, cô là ai? À, thiếp là Thiềm Thừ, vợ của chàng nè. À, chàng sao vậy? Chàng không nhận ra giọng thiếp hả? Đúng là Thiềm Thừ rồi. Cô vợ của ta, nàng đẹp lắm. Ai vậy mà mập dễ thương quá trời luôn. Mập vậy kỳ cục con nít quỷ hả? Ôi cái cà phê đi 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 đi. Coi vợ tôi kìa. Đó. Trời ơi, cái người đó. Trời ơi, không có đẹp gì hết trơn. Mấy cái người này không biết thưởng thức gì hết. Ủa mà sao anh Tâm với cô vợ cóc chưa tới vậy? Sao mà nhắm tới? Quen quá, nên trốn luôn rồi. Chứ còn gì nữa. Lần này là nó thua chắc rồi. Bỏ cuộc, làm tiệc đãi hết tụi mình đó. Tiệc gì nữa mà tiệc, chắc chắn là nó bỏ thi luôn rồi. Trò Tâm tới rồi kìa ông. Dạ thưa thầy. Ừ. Thưa cô, con đã tới. Kìa Quỳnh, Quỳnh tới rồi. Vậy vợ của Quỳnh đâu? Sao không vô ra mắt thầy cô với mọi người ở đây đi? Bỏ cuộc thì cứ nói, về nhà làm bữa tiệc. Tạ lỗi với tụi này sẽ tha lỗi cho. Ừ, ừ đúng rồi đó. Trừ tạ lỗi hay là trừ mừng thì còn phải chờ coi. Để coi. Coi. Mình ơi, vô đây. Chào thầy, con chào cô. Không được thầy ơi, nó đang gian rồi đó thầy, nó thế người thi đó thầy. Dạ đúng rồi thầy, con đang gian hả thầy? Thầy ơi, nàng nói đi, nàng là ai? Vợ của Trò Tâm à? Dạ đúng ạ, con vốn là tiên bị mắc đọa, thời gian bị đài sắp hết. Nhưng vì thương chàng tính tình hiền lành tử tế, cho nên con quyết định đáp lại tình chàng sẽ ở trần gian mãi mãi. Hả? Linh cảm của ta quả không sai. Còn Tâm, ta mừng cho con lấy được vợ tiên, lại hết lòng yêu quý và tôn trọng chồng. Dạ con cảm ơn thầy. Còn vợ Tâm, dạ, nay con đã là người, ta đặt tên cho con là Thiên Thư được không? Thiên Thư có nghĩa là ngàn quyển sách. Ráng hậu thuẫn cho chồng học càng nhiều càng tốt, sau này làm được dạng điều có ích cho đời. Dạ con cảm ơn thầy.
con sẽ ghi nhớ lời của thầy dạy. Ừ. Còn con, vợ con đã vì con mà từ bỏ đặc quyền đặc lợi. Con phải tuyệt đối yêu thương vợ của mình và chung thủy với vợ mình, nghe chưa? Dạ, con đã nhớ rồi. Ừ. Còn các con, ta biết tụi con cố ý làm cho Tâm bị bẻ mặt, nhưng đây cũng là dịp buộc Thiên Thư phải hiện hình nếu như thực bụng yêu chồng, cho nên ta mới đồng ý với các con mở cuộc thi thố này. Cái đẹp bên ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng, còn tấm lòng mới có thể trường cũ muôn đời. Hãy nhớ lấy điều này, các con nghe chưa? Dạ. Tụi con rất lấy làm xấu hổ, tụi con xin nhớ lời thầy dạy. Dạ, tụi con nhớ rồi thưa thầy. Ừ. Bình tĩnh, bình tĩnh, nghe ông nói nè. Mấy cháu ơi, mấy cháu có đứa nào mà biết cái nơi này là của ai không? Nếu mà biết chỉ cho chú, chú sẽ cộng thưởng cho mấy bông. Con biết, để con đi kêu. Ôi, giỏi quá. Thử cho con cái bông trước nè. Rồi. Bình tĩnh. Để... mình ở vườn phát hiện ra một điều rất thú vị. Thời gian mà tụi mình đặt vô trong chuyện cổ tích á, không giống như ngoài đời, mà nó diễn ra liên tục như một bộ phim. Sơ, biết từ khuya rồi. Báo hại bữa trước tụi mình lo lắng làm sao mà cho mau kết thúc. Đúng rồi, quá hay luôn. Càng lúc càng hấp dẫn. Bây giờ mà đứa nào xúi mình á, đem trả cuốn sách này là mình quýnh tới đó luôn á, chứ không thèm trả lại đâu. Nói là nói vậy thôi, chứ bọn mình chưa khám phá ra hết đâu, còn nhiều điều bí ẩn lắm. Ví dụ như là vì sao nó lại ở trong ngôi nhà đó, chủ nhân ngôi nhà đó là ai, mà có phải là chủ của quyển sách này hay không, rồi vì sao nó không đi tìm. Chết rồi, thế nào tụi mình cũng bị. Ê, đừng có nói bậy nha. Ông bảo nó cũng có lý, tụi mình phải cẩn thận mới được. Phải biết đó là người tốt thì mình mới trả chứ. Lỡ may họ cũng lấy cuốn sách từ người khác thì sao? Không được trả, đó là công của em với Bo mà. Thôi đi chuối, đừng có nhiều chuyện, mà cũng đừng có phá phách nữa nghe chưa. Chị Hoàng Việt ơi, chị Hoàng Việt ơi. Chị Hoàng Việt ơi. Có cái ông kia kìa, ông đang tìm cái chủ nhân của cái nơi một ca đó. Đâu vậy, sao tối thui vậy, nóng như con cúp điện vậy. Hòa Bình ơi, Hoàng Việt ơi, hai bạn đang đâu à? Hoàng thượng, người thấy thế nào? Đây là cung điện của người mà. Ai mà nghe giọng nhỏ nhẹt nữa? Chắc người tư tỉnh nhất rồi. Mình cung điện nào, quan thượng nào, sao tối thui vậy? Chết rồi,
chắc mình lạc vô xứ thế nào rồi. Ngự y đâu? Ngự y, ông mau vô coi cho hoàng thượng nè. Dạ. Hạ thần muốn tâu bệ hạ, ông đừng có manh động. Hoàng thượng chưa tỉnh giấc rồng, để ta dâng thuốc cho người. Gì vậy? Thưa bệ hạ. Dạ, ông muốn tâu hoàng thượng, người thấy trong người như thế nào? Mắt rồi, ủa sao cho dứt quá vậy? Sao sao mở không lên vậy? Hai ông chơi lấy keo dán sắt dán hay vậy? Có bị mù luôn không? Xin bệ hạ yên tâm, đôi mắt của ngài mấy ngày qua có bị sưng, sốt cao, nhưng mà không có đến nỗi nào. Hạ thần đã và đang sắc thuốc cho hoàng thượng. Thì ra là vậy hả? À, đúng thì xui xẻo quá. Tôi chết rồi. Tự nhiên mình rắn rết chui vô đây chứ nghe vua lính quýnh nhào vô và thành vua mù. Giờ biết tìm hòa bình với hoàng việt ở đâu, mắt không thấy đường vô tìm, tức thiệt mà. Ông muốn tới hoàng thượng, thần đã truyền lệnh cho khắp thiên hạ, ai có tài chữa mắt thì cho hoàng thượng sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Đúng rồi, vậy phải đúng chứ, phải tìm người chữa nhanh đôi mắt cho ta để ta biết đường tìm liền về nhà chứ. Lẹ lên đi, lẹ lên đi, phải nhanh tay nhanh chân lên chứ, chẳng nhận ban thưởng nè, phải ban cho chức quan đó. Lẹ lên, lẹ lên đi, lẹ lên. Ủa? Dạ, dạ. Dạ ông. Ừ. Đi ăn cỗ gì vui không? Vui, vui. Vui lắm hả? Ừ. Đông không chồng? Ừ, đông lắm. Có ai hỏi thăm gì em không? Ừ, có. Vậy hả? Ừ. Ủa đông vui sao vậy sớm vậy? Ừ, đau quá nhỉ. Ủa là sao? À. Ủa sao ăn mà phải no chứ sao đau? À, đúng rồi, no, no quá gì à. No quá gì hả? Ừ. Quay qua em nhìn mặt cái coi. Quay qua đây. Ừ. Gì những bên đình con biến vậy? Đây nè, đi quay qua coi. Vô đây. Ủa mình sao vậy? Sao tự nhiên che bên mặt vậy? Đâu sao đâu. Bỏ bên đây tay này xuống coi. Bỏ tay này xuống. Bỏ luôn hai tay đi. Lần nữa coi. Chưa nhìn kỹ. Bỏ. Bỏ luôn xuống coi. Mắt mình bị sao vậy? Qua đây, mắt sao mà đỏ lét vậy? Hả? Đi sơn sơn sát, dấp cục đất, té. Sao dấp té đập mặt mà áo quần không bị dính gì trơn trọi vậy? Quay qua đây, ngồi im đó. Ai đánh mình? Hả? Ủa sao biết hay vậy? Là đúng, có người đánh mình rồi đúng không? Con của ông hai đánh. Để em qua mình đó. Ê, em chi đánh, vậy? Em đánh lộn với nó chứ chi? Dám đánh chồng em hả? Nó bự con lắm. Bự con thì kệ nó chứ. Mà không phải nó quýnh chồng. Là con của ông hai. Nó quýnh con của ông ba. Rồi nhưng sao? Mà con của ông ba may mắn né được. Cái chồng nhảy vô chồng can. Trời ơi, nhìn mà xót chết luôn. Đau quá. Thôi được rồi, lấy chút vợ luộc cái trứng gà cho mình lăn được không? Ngứa, ngứa quá. Thôi, đừng có gãi. Chứ làm sao? Gãi nó đau lắm. Nè, đầu tóc em nè, dựa vô đi. Ở không? Đỡ đau rồi. À. Trời đất ơi, em nói với mình rồi, mai mốt thấy người ta có đánh lộn á thì á hả, cũng để cho người ta đánh, rồi còn mình có can đi chăng nữa là né qua bên để chi cho bằng tan vậy. Trời ơi, vợ nói vậy mà nghe được. Không lẽ thấy người ta quýnh lộn mà đứng đó dòm. Trời ơi, nhưng mà có can thì mình cũng phải né qua một bên chứ, lý nào đâu mà đưa cái mặt cho người ta đấm vô vậy hả? Biết rồi, mai mốt sẽ né. Thôi được rồi, để em mần ớt rồi em nấu cháo cho mình ăn nè. Ôi vợ yêu tuyệt vời. Ủa mình ơi, cái gì sao nó cứng nhắc vậy mình? Nè, nó xanh lè mà cứng nhắc hà. Vậy là chắc đá xanh hay gì, dục đi. Mình ơi. Hả? Mình ơi, cái này viên ngọc ớt đó mình.
gì tự nhiên vợ đâu có viên ngọc hết. Có nè mình. Mình có biết viên ngọc ớt này là hả may mắn lắm, quý lắm mình mới tìm được đó mình. Quý lắm là sao? Là hả cái viên ngọc này trị bệnh cho được nhiều bệnh lắm đó mình. Hồi em làm trong cung quan phủ á, em nghe nói vậy đó. Thôi đi, chuyện quan đường vậy mà vợ cũng tính được, khùng quá. Khùng gì? Mình chưa thử làm sao mình biết nó không đúng. Mình có đau bụng không? Không có đau bụng, giờ đau mắt được không? Ý cha, được đó mình. Ấy, để em thò lên mắt mình nha. Thò biết đâu nó hết làm sao. Nó nói vậy làm thiệt hả? Làm thử đi, mình làm thử mình mới biết có đúng hay không chứ. Nhớ mình. Để em làm cho. Từ từ mình ơi, nó đang chuyển màu đó mình. Mình ơi nó đổi màu đây nè mình. Đổi màu, trời ơi, chuyển sang màu tím hả? Rồi vậy là mắt sưng nữa hả? Dạ không, nó chuyển màu tím nhưng mà đều nó đang chuyển màu xanh rồi nè mình ơi. Nó chuyển từ từ mình ơi, màu vàng mình ơi. Hết rồi mình ơi. bình thường nhìn bình thường à. Lên mình ơi, mình coi đi hết chưa? Hết rồi đó mình. Hay quá đúng không mình? Viên ngọc quý rồi. Đúng rồi đó mình ơi. Mà giờ mình làm gì với nó vậy? Thì mình để dành mình trị bệnh thôi. Đúng rồi. Mình sẽ giúp cho mọi người. Hay quá vậy. Để em vô nấu cá cho mình. Chồng ơi, vợ chồng mình giàu rồi chồng ơi. Chồng ơi, dậy chồng, dậy. Vậy em nói chồng nghe này nè, dậy đi. Chồng ơi, vợ chồng mình sắp giàu rồi. Trời, vợ chồng mình sẽ có nhiều vàng đó chồng. Dạ, vợ có bị khùng không? Khủng gì? Tự nhiên đâu chạy về hớt hải cái chồng ơi, vợ chồng mình sắp giàu. Bởi chồng không biết gì hết trơn, chồng cứ lo ngủ hoài à. Hôm nay em ra làng đó, em thấy quan lính của triều đình hả, đi loa nói là hả, tìm thần y để làm gì mình biết không? Chữa bệnh cho đức vua. Gì tự nhiên cái lính của triều đình kêu loa đi tìm thần y chữa bệnh đức vua, cái vợ chồng mình giàu. Trời ơi, bữa chồng cứ ngủ không mà không biết gì hết trơn. Trời á, chồng biết sao không? Đức vua bị đau mắt, mà bị đau mắt nặng nên là không có ai trị bệnh được hết. Mà bây giờ mình quên là vợ chồng mình có cái hột ngọc của con ếch hả? Mình lấy cái mình lăn lên mắt của đức vua thì đức vua sẽ bị hết đau, thì có phải đức vua sẽ trả tiền cho mình không, trả vàng cho mình không? Hả? Đúng không mình? Đúng rồi. Bởi vậy em nói mà giàu rồi, sắp giàu rồi mình ơi. Ủa mà không được đâu. Sao không được? Mình đâu có chắc là cái viên ngọc ếch đó có thể chữa bệnh được cho đức vua. Tự nhiên hả, mang vô bên trong đó nó chữa được, cuối cùng hả, viên ngọc ếch không có chữa được, cái đức vua chém đầu hai vợ chồng chết quèo hết trơn. Thì bây giờ mình cứ lên mình trị thử coi. Mình trị thử thôi mà, chứ mình đâu có khẳng định là mình làm được hay không đâu. Biết đâu mình làm được sao? Nếu như mình chữa trị được cho đức vua là mình sẽ có được đức vua ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu, là vợ với chồng là hết cái cảnh nghèo hèn này rồi. Đúng rồi đó chồng ơi, ngày mai chồng đi liền đi chồng. Ngày mai chồng sẽ đi liền. Ôi vợ ơi, vợ yêu ơi. Kiếp ngoài mở ra trời, thức cũng như ngủ á. Làm vui khổ cũng chết rồi, ai cũng dành làm hết vậy. Nóng cũng chết, không có máy lạnh nữa. Thằng Y đâu hả? Kêu thằng Y chữa bệnh cho ta đi. Bệnh lặt vặt gì chữa không được là sao hả? Lẹ lên thằng Y đâu? Thằng Y đâu? Dạ môn tâu hoàng thượng, đã có thằng Y. Chúng ta thằng Y hả? Nhưng chị kêu lẹ vô đi. Chuyện thằng Y. Chuyện lẹ lên. Ông này mặc đồ đẹp chắc là vua nè. Dạ. Dạ thần có mặt thưa ông. Thưa vua. Dạ. Thưa thằng Y hả? Dạ thần có thể chữa được bệnh mắt cho vua. Thằng Y hả? Chị chữa bệnh lẹ đi. Thần có chút tài mọn gia truyền, có thể chữa được bệnh mắt cho vua. Ngươi có thể đảm bảo được không? Dạ thiệt. Dạ con chữa hết luôn á.
Nhưng mà với một điều kiện, tặng lại bao nhiêu điều kiện cũng được nữa. Trọng thưởng cái gì được rồi, xong ta trọng thưởng cho con. Dạ không, dạ cái vụ thưởng con không dám. Nhưng mà điều kiện của con là Vô làm ơn đuổi hết mấy em này ra ngoài đi. Chứ con chữa bệnh mà bu lại đông quá mắc cỡ, không chữa bệnh được. Chữa bệnh mà cũng mắc cỡ nữa. Không được. Lỡ không có ai đây hoàng thượng có gì biết kêu ai. Trời ơi, thôi Nhi đừng có dính nhà dính nhảnh nữa. Ủa, người thấy hả? Trời ơi, ta nghe giọng nói ta người là ta biết rồi. Thôi đi ra ngoài hết đi cho người ta chữa bệnh cho ta, lẹ lên đi. Lẹ cho ta sáng mắt ta còn tìm được về nhà nữa, lẹ lên. Đi, nhanh lên đi. Đi ra ngoài hết đi. Đi ra hết rồi. Ra hết hả? Dạ. Chị chữa lẹ đi. Chữa lẹ cho ta sáng mắt đi. Vua bị sao ạ? Mắt mở không được, giống như là nó dính gèn keo dán sắt cái trong vậy đó. Chữa lẹ đi. Đau. Đau lắm hả vua? Để con chữa nha. Lẹ đi. Dạ xong rồi đó. Thấy rồi. Dạ thấy gì? Thấy ghê ghê. Ê, trời ơi. Trời ơi. Ta đã sáng mắt lại rồi các quân thần ơi. Quỳ xuống, ta là vua. Vua thấy vậy sáng mắt rồi, sáng mắt rồi. Ta đã sáng mắt rồi. Cảm ơn ân nhân. Dạ dạ. Lấy cho ta thao nước, lấy cho ta thao nước, lẹ lên. Lẹ lên. Ê, tao đây nè. Bảo nè. Ủa, mà mày được làm vua hả? Suýt nữa là tao đu luôn mắt rồi nè. Thì á, bây giờ mày cứ tiếp tục làm vua cho hết câu chuyện thì mày sẽ quay về đây à. Giờ tao làm gì đây? Thì á, mày cứ thưởng cho anh chàng kia vàng bạc châu báu như mày đã hứa đi. Cảm ơn ân nhân nhiều lắm. Bây giờ ngươi muốn ban thưởng, ta sẽ ban thưởng cho ngươi là vàng bạc châu báu. Dạ thưa với vua. Dạ con có một thỉnh cầu. Dạ con xin vua không cần phải ban cho con vàng bạc châu báu đâu. Con xin đức vua ban cho con một cái chức quan nhỏ xíu thôi. Hả? Để con về nở mày nở mặt với bà con hàng xóm. Vàng bạc châu báu không cần, cần dạ. Chức quan nhỏ thôi. Dạ được, ta sẽ chuẩn tấu. Muốn cần cái chức quan gì? Dạ quan trạng đi. Quan trạng mà ta biết con ngươi trạng gì bây giờ đây. Dạ. Anh làm nghề gì? Dạ câu ếch. Câu ếch? Dạ. Vậy ta sẽ phong cho anh làm trạng ếch được không? Dạ tao ếch. Dạ. Muốn tao hoàng thượng, việc này không nên gấp gáp. Mong hoàng thượng hãy xem xét lại. Trạng là không được hả? Vậy hơi căng à. Ân nhân. Dạ. Ân nhân ra ngoài uống nước chút đi. Uống nước trà đi rồi. Tôi hợp nội bộ. Dạ hợp nội bộ là cái gì vô? Là nói chung là Khanh là người ngoài đi ra ngoài. Dạ. Dạ. Sao được rồi? Chuyện ân nhân vào. Dạ thưa vua. Dạ cái vụ họp nội bộ của vua sao rồi? Họp nội bộ xong rồi. Dạ. Giờ muốn làm trạng không? Dạ muốn chứ. Muốn không? Dạ chẳng hết. Nhưng mà phải vượt qua một thử thách này. Đơn giản thôi. Dạ nhưng mà chứng tỏ tài năng và cái thử thách đó là cái gì? Tại vì nước của mình giờ nè đang bị hạn hán. Nếu mà nhà ngươi có cách nào mà làm cho trời đổ mưa xuống được, ta sẽ phong cho ngươi làm chức trạng ếch. Trời đang nắng, làm sao cho trời mưa. Dạ tâu đức vua. Dạ cái trạng ếch nghe tên cũng khoái thiệt. Dạ nhưng mà cái vụ thử thách này thấy chua quá, khó nuốt quá. Khó nuốt phải không? Dạ. Chua phải không? Dạ. Thì không muốn làm thôi. Vậy
có gì ta thưởng vàng bạc cho ngươi đi về đi. Dạ thôi nếu vậy thì xin phép vua, dạ xin vua cho con về quê với vợ con. Dạ đúng rồi con họp nội bộ với vợ con được. Dạ ngươi cứ về họp đi, nếu mà ngươi làm được cho trời mưa ta sẽ ban cho ngươi làm trạng ít. Dạ thần xin tuân lệnh. Ơi ơi, phen này là chết chắc. Bây giờ bỏ trốn cũng chết, mà vô kinh thành thì cũng chẳng khác nào tự nộp mạng. Trời ơi, chết chắc. Trời ơi, chồng. Cái gì thì cũng từ tính. Chồng than thở suốt rồi vợ cũng rối luôn à. Không phải hả? Chồng đâu phải là thiên lâu đâu. Đâu phải là thần mưa, thần gió, thần sấm sét đâu. Mùa này đang khô hạn, tự nhiên bắt hô phong quán vũ gì để cho trời mưa xuống. Mà làm gì mà vợ cứ chăm chú nhìn con ếch hoài vậy? Mình ơi gì? Sẽ không còn chết được nữa mình ơi. Tự nhiên nói vậy là sao? Mình sống rồi mình không có chết đâu, sắp có mưa lớn rồi. Dạ có bị khủng. Khủng gì? Tự nhiên mình khô, tự nhiên nhìn thấy nó ếch nhảy nhảy. Mưa thoát chết rồi sao? Em chắc đợt này là mưa lớn. Không biết đâu, con ếch nó cũng biết đón mưa đó. Mình biết không, em để ý là mấy bữa nay rồi. Em nghĩ lần này có mưa, không những mưa mà còn mưa lớn nữa đó mình. Mình thấy gì không mình? Có chết rồi đó cơ mình. Mình ơi, mình thấy gì không mình? Sấm chớp đó mình. Sấm chớp là sắp mưa đó mình ơi. Sấm chớp có nghĩa là sắp mưa. Vợ ơi hay quá vợ ơi. Mình ơi, mình đi làm mưa cho em đi mình. Có nghĩa là vô kinh thành làm mưa, phen này là mình sống rồi, mình sẽ thoát chết rồi. Vợ ơi hay quá. Sự thiệt quá phũ phàng. Không, sự thiệt quá huy hoàng. Dừng lại. Nào đương nhiên rồi,
vô duyên vậy? Ai vậy? Thanh chị tôi. Hả? Thanh chị. Nó cũng người mà sao mình quỳ vậy nó? Bậy bậy bậy, thánh chỉ của vua, vua. Ủa, vua hả? Quỳ, à, quỳ, dạ quỳ, dạ quỳ. Xin lỗi nha, xin lỗi. Chàng ít. Dạ. Nghe chị. Dạ. Nay triều đình phương Bắc sang nước Nam và ngỏ ý muốn thử tài trí tuệ của người dân Nam ta và đưa ra những lời thử thách hóc búa. Nhà vua muốn chịu chàng ít về cung để tiếp sứ thần kỳ hạn 3 ngày. Chàng ít mới về triều đình ngay để tiếp sứ thần. Nhận chỉ. Dạ. Thế vợ nhìn con ở chăm chú á, chắc là trong đầu của vợ đang nghĩ ra cách gì đó rồi, đúng không? Dạ. Hả? Cách gì vậy vợ? Vợ đang nghĩ có cách gì tốt nhất để vợ có thể nấu được một nồi cháo ếch ngon nhất cho chồng ăn. Làm sao? Là trước sau gì lên đó chồng cũng sẽ chết. Vợ không có muốn chồng bị chết đói nên nấu cho chồng nồi cháo chồng ăn để chồng chết còn no được. Chứ chồng nghĩ đi, bây giờ lên trên đó vợ đâu có biết là ông sứ ổng bắt mình làm gì đâu mà vợ đón cho chồng biết. Mà hồi nãy á, ông gì ông sứ nào đó hay ông gì đưa cho chồng cái cục này nè. Ông hai cái cục cái gì? Thanh chỉ của vua. Ừ, cái chỉ gì đó. Mình có đọc kỹ ở trong đó ghi gì chưa? Thì đọc kỹ rồi, tức là kêu lên kinh tiếp sứ thần các nước láng giềng vậy thôi, đọc tới đọc lui thấy vậy thôi. Chồng, này là cái chỉ của vua hả? Thánh chỉ. Ừ, thánh chỉ của vua hả chồng? Thánh chỉ sao vàng chạch vậy? Nó vậy, của vua vàng vậy. Hồi đó giờ đâu giờ cầm, có kệ cầm cho nó đã đi, cũng bình thường. Ủa, thánh chỉ gì kỳ cục vậy? Thánh chỉ sao nhét giấy vô đây đi. Bỏ vô trong cái chỉ này sao thấy nó không hợp xứng gì nhau vậy? Đâu vợ coi còn không? Hả? Gì vậy? Vợ gì vậy chồng? Có chữ, có chữ, chắc là chữ của nhà vua nè. Để chồng đọc cho vợ nghe nha. Dạ. Khi lên kinh tiếp sứ thần của các nước láng giềng, khanh nhớ học thuộc và làm đúng theo tất cả những gì ta dặn ở đây. Nhớ làm đúng và nhanh để còn về nhà sớm sớm nữa. Làm sao? Không cần hiểu là như thế nào, nhưng mà chồng biết không, cái này là chồng được cứu sống rồi đó. Là sao? Là sao mình không cần hiểu. Bây giờ chồng cứ đi lên đó đi, lên đó gặp ông sứ gì trên đó đó, làm y chang như trong tờ giấy này chỉ định cho chồng. Là được rồi, là chồng được quay về với vợ rồi. Đúng rồi. Sống. Không sợ chết nữa. Không có chết nữa. Ui, vợ hay quá. Chồng vợ ơi. Vợ ơi. Chồng. Vợ ơi. Bốn cái mà có nhầm nhò gì, tám cái anh cũng hết luôn. Mới ăn có bốn cái mà chửi ăn no to bụng.
Không có chi, không có chi. Quan cản gì kìa, quan kìa, ô kìa, quan cản ếch gì rồi kìa. Quan hô, quan hô, quan hô, quan hô, quan hô. Chú ơi, Bo ơi, Bình, anh Việt ơi, ủa mọi người đâu rồi? Đứa nào cũng của con. Đứa nào của con thì dành cho em quay ra. Đứa nào cũng dành cho em. Nè. Đó, xe nhà kia đi. Cứ rơi vào thế giới cổ tích một cách ngẫu nhiên như thế này thì lấy gì bảo đảm tụi mình tìm được cách ra? Nên phải hết sức cẩn trọng, không được tùy tiện. Chuyện đó thì ai chả biết, mà cái điều quan trọng là bây giờ phải thử lần lượt các cách, chứ tao phải ngồi đó mà nói. Bây giờ xoay vòng từng đứa nhảy vô, tôi xung phong trước nè. Ông là đứa lừa đọc sách nhất, ở đó mà nói dốc. Nhưng mà bù lại tôi coi phim nhiều hơn. Chứ không phải ông chơi game nhiều hơn hả? Ê, từ hôm về quê tới giờ tôi rửa tay gác kiếm mày đó nha. Thật ra cũng không đến nỗi nào, nếu có tìm được. Tìm được cái gì? Chìa khóa. À, là một thứ giống như mật mã ấy mà, để mình có thể chủ động ra vào trong thế giới chuyện cổ tích trong quyển sách này nè, đúng không? Không. Trời, chớ mấy bạn không nhớ ba lần tụi mình bị kéo vô mà tụi mình có kịp chuẩn bị gì đâu. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Ý ông là tôi nghĩ chắc chắn phải có một cách nào đó, hoặc là nó tuân theo một chu kỳ thứ tự, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc có thể là có thằng chú muốn biết dễ ẹt. Sao thì tới nhà hỏi chủ nhân của cuốn sách. Trời, ông giỏi đi. Tất nhiên mình sẽ trả lại chủ nhân thật sự cho nó, nhưng lấy gì đảm bảo ông giỏi cái gì đó là chủ nhân thật sự của quyển sách này? Mà hôm trước đứa nào nói ổng là phù thủy người ta. Là ổng cũng chôn của ai thì sao? Ghê quá à, đừng nói em lấy nhờ không? Lấy thằng ở đây giống em quá à. Bo, đừng có phá. Bo, đừng phá bo. À, đây là chuyện thiếu phụ. Chúi đừng có lên. Đừng nói vậy cho chúi lại. May quá, mình giữ được bé chuối rồi. Ý, nhưng mà Bo đâu rồi? Ờ đúng chết. Rồi, Bo đâu rồi? Chết rồi. Chết. Bo ơi. Bo ơi. Bo ơi. Bo ơi.
Chết, vậy là Bao bị lọt vào thế giới cổ tích một mình rồi. Bình, đi vô lấy quả cầu tinh nhanh lên. Lo, toàn dân nghe đây, lệnh vua ban truyền. Nay đất nước ta đang cơn binh biến, bị bọn giặc kéo đến xâm lăng, âm mưu tàn phá dì xéo quê hương. Toàn dân đồng lòng đứng lên chiến đấu bảo vệ. Lệnh cho tất cả trai tráng trong làng lên đường đi tòng quân giết giặc, gìn giữ thái bình cho sơn hà xã tắc. Lo, toàn dân nghe đây, lệnh vua ban truyền. Nay đất nước ta đang cơn binh biến, bị bọn giặc kéo đến xâm lăng, âm mưu tàn phá dì xéo quê hương. Toàn dân đồng lòng đứng lên chiến đấu bảo vệ. Lệnh cho tất cả trai tráng trong làng lên đường đi tòng quân giết giặc, gìn giữ thái bình cho sơn hà xã tắc. Lo, toàn dân nghe đây, lệnh vua ban truyền. Nay đất nước ta đang cơn binh biến, bị bọn giặc kéo đến xâm lăng, âm mưu tàn phá dì xéo quê hương. Toàn dân đồng lòng đứng lên chiến đấu bảo vệ. Nàng ơi, nàng có nghe thấy gì không? Em có nghe. Làng xóm hôm rày cũng xôn xao bàn tán, dân tình loạn lạc khắp nơi, chạy ngang qua làng ta. Quốc gia hưng vong, thất phu phụ trách. Khi sơn hà quy biến, đến một kẻ hèn mọn cũng phải có trách nhiệm. Ta không thể nào đứng ở ngoài cuộc được. Chúng ta phải tạm gác chuyện tình riêng lại. Dạ, em hiểu. Kìa. Nhưng mà nàng sao vậy? Sao có vẻ nàng lại ngập ngừng do dự? Chẳng lẽ nàng có điều gì khó nói à? Dạ không. Khi đất nước lâm nguy, mọi người phải ra tay chung sức. Em rất tự hào vì chàng có quyết định như vậy. Chàng hãy yên tâm mà lên đường, đừng lo lắng điều chi. Vợ yêu quý, nàng đúng là hồng nhan tri kỷ của ta. Khi giặc tan, ta sẽ quay về với nàng. Giờ ta phải đi ghi danh, kẻo muộn.
Ủa sao không thấy Bo đâu? Chết cha, có khi nào Bo đi lạc không? Bo đang nằm trong bụng của người thiếu phụ đó. Thật sao? Đoán vậy. Chị tới, chị tới. Ê, Bo kìa. Ôi, con giỏi quá. Giỏi quá. Trời tối quá rồi, để mình đi thắp đèn lên đã nha. Con nhìn ai về thăm con kìa. Cha, cha. Ừ, đúng rồi, cha về thăm con đó. Cha vẫy tay chào con kìa. Chào cha đi. Chào cha. Cha thương và nhớ con lắm. Con ngoan thì mỗi tối cha sẽ về thăm con nha. Chịu không? Chịu. Mình chơi tiếp nha. Giỏi quá. Tội nghiệp Bo quá không? Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp? Không thấy nàng cười té té hả? Nhưng mà nó nhớ mình một chút là nó sẽ khóc à. Thằng này vừa khóc vừa cười giỏi lắm. Chị làm sao cho Bo nhanh quay trở về? Làm sao mà cho nó nhanh quay trở về được? Phải đợi ba của nó về cái đã. Chết cha, mà như ba của nó đang đi lính đúng không? Vậy là phải mấy tháng sau mới về đó. Trời, vậy tính sao đây Bảo? Hai mình thử lượt xem chân mới đi. Hả? Vậy cũng được đó hả? Thì cũng phải thử xem. Không lẽ cho Bo ngồi ở chổng chờ dài cổ luôn hả? Ê, cha của Bo về kìa. Trương Sinh nó về kìa bà. Ờ, về rồi á thì tốt. Cả cái làng Nam Xương này ai mà không biết. Bài đặt hiền thục đạo đức. Thứ đàn bà gì mà rước trai về nhà rồi biểu con mình thưa cha. Trời ơi, phụ nữ gì vậy hả? Không ai coi ra gì hết á. Vậy mới nói chứ. Tôi thấy hả, thằng Trương Sinh hả, nó ngu quá. Thì cứ theo cái câu á, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, rồi biết liền cái gì. Thiệt là tội nghiệp hết sức vậy đó. Đi lính mấy năm trời về nuôi con người ta mà cứ tưởng là con của mình không hà. Mà bà có thấy mặt cái thằng mà Giang Phu đêm đêm đến nhà mẹ con nó không? Thấy chứ sao không. Nhưng mà hả, chỉ thấy thấp thoáng thôi. Ban đêm mà. Nhưng mà cao to đẹp mã lắm. Thiệt là ngao ngán hết sức vậy đó. Ai ăn ốc mà bắt thằng Trương Sinh nó đổ vỏ. Thấy thì cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ, mình đi làm đi. Hai cha con đi chơi có vui không? Con đói bụng chưa nè? Sắp có cơm rồi, đợi một chút nữa là có ngay. Ủa? Chàng sao vậy? Ủa chàng không được khỏe hả? Trời đất, sao mặt con nhín xình dữ vậy? Thôi qua đây mẹ rửa mặt cho.
con hư quá à. Sao không giống bà gì hết á? Sao lại vụng về như vậy hả? Rồi, xong rồi. Nàng nói thật cho tao biết, đó là con của ai? Sao chàng hỏi gì kỳ vậy? Đừng giỡn mà những câu khó nghe như vậy chứ. Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta. Em đã nói với chàng rồi, lúc chàng tòng quân đi giết giặc, lúc đó em đang mang thai, và vì sợ chàng lo lắng cho nên em không nói ra. Thật quan được. Con lại đây, con hãy nói đi, ta có phải là cha của con không? Không phải cha tôi, chó thì tôi mới dạy. Vậy cha con là ai? Nói ngay. Kỳ chàng, sao chàng lại nạt con như vậy? Làm con sợ đó. Nịnh nịnh đi con. Sao chàng lại nạt con như vậy? Nàng không cần nhiều lời nữa. Lời trẻ con như vậy là quá rõ ràng. Dân làng đồn không sai. Vũ thị, ta đã hết mực yêu thương và chung thủy với nàng, vậy mà nàng làm những chuyện xấu xa nhơ nhớt như vậy trước mặt con trẻ. Ta thật kinh tởm nàng. Ta không muốn nghe một lời nào thoát ra từ miệng của nàng nữa. Và ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Bây giờ nàng hãy tút đi, đi theo tên dâm phu, và hãy sống thật với lòng mình, đồ dâm phu. Trời ơi, sao chàng lại nói ra được những lời khủng khiếp như vậy? Nó có phải là chàng của thiếp không? Chàng ơi, đây chính là chàng sao? Chứ không ngờ trong mắt của chàng, thiếp lại là người đàn bà hư thân trắc nết như vậy. Nếu như chàng đã không tin thiếp thì thiếp còn giải thích để làm gì nữa? Đừng có già mà biện hộ nữa. Điều đó làm cho thiếp ghê tởm bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nàng. Điều ta muốn bây giờ là ta không muốn nàng đứng đây nữa. Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Nàng hãy biến đi, biến đi, đi cho khuất mặt ta. Biến đi, biến. Nàng nói thật cho tao biết, đó là con của ai? Con hãy nói đi, ta có phải là cha của con không? Xấu xa nhơ nhớt như vậy ta không muốn nghe một lời nào thoát ra từ miệng của nàng, và ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Đi theo tên dâm phu, và sống thật với lòng mình, đồ dâm phu. Đừng có già mà biện hộ nữa.
điều đó làm nó thêm ghê tởm bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nàng. Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Nàng hãy biến đi, biến đi, đi cho khuất mặt ta, biến đi. Kêu Bo vậy thôi. Đúng rồi, Bo làm xong vụ này sẽ kết thúc chuyện rồi được quay về. Bo ơi dậy đi, Bo ơi dậy đi, Bo ơi dậy đi. Tội nghiệp cho con của tôi. Con à, chắc từ sáng tới giờ con chưa ăn gì hết phải không? Con dậy đi. Mà về đi. Vô qua thắp đèn mà kiếm gì đó cho con ăn nha. Cái gì? Đi ơi, đi ơi. Con nói người này là cha của con hả? Không phải cha tôi. Chó thì tôi mới dạy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bong bóng không? Ai mua bong bóng không? Bong bóng không? Ai mua bong bóng không?